Ê, ăn không? Ăn không? Ăn. Vậy tao chỉ mày ăn nè, mày không biết ăn nữa, tao chỉ mày ăn nè. Rồi đầu tiên ha, gặm cắn một miếng thịt to. Nhai. Nuốt. Nuốt rồi. Uống nước rồi. Cắn. Nhai. Nó cứ vậy hoài, từ hồi hết ở mày à. Nó kỳ tình với chào các bạn, chào mừng các bạn cũng đến với kênh của Đức Anh CT 65 nha. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ nha. Giờ mình cũng mới ngủ dậy thôi. Thì bữa nay cũng không có cái series gì đặc sắc hết. Nói chung là bữa nay mình quay cái những cảnh như là mình ngủ dậy rồi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng này kia kiểu thôi, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình cho các bạn xem thôi nha. Ok, bây giờ thôi mình đi mình dậy mình rửa mặt cái. Ok. Ok, chào các bạn. Thì mình sáng sớm nãy giờ thì mình mới đi ra ngoài đi hớt tóc với mua dùng mấy cái đồ dùng lằng nhằng trong nhà vậy thôi. Thì nói chung là mình chưa ăn sáng nào. Bây giờ thì bữa nay tiết mục ăn sáng là dành riêng cho phần của con Caramel, tức là con bé mèo. Tại vì trong thường ngày thì cứ cách ngày là mình sẽ nấu ăn sáng cho nó, và ngược lại nó sẽ nấu cho ăn sáng lại cho mình. Thì bữa nay tới phiền nó nấu rồi, bữa nay mình đi nó một bữa. Bây giờ mày chuẩn bị nấu đồ ăn sáng cho anh mày, được chưa? Nấu thì Nấu nấu gì, tới quận là phải nấu, mình là phải thức chắc vậy à. Được chưa? chờ xíu đi. Rồi khoan, hôm qua nấu cho mày là phở phải không? Hôm qua mày đòi, nó đòi ác lắm bạn, đòi ăn phở bò phải chạy tới mười mấy cây mới mua được phở bò. Cái này thôi mình nấu đơn giản thôi, bánh mì chớp la làm được không? Ok. Rồi nhanh đây, tao chờ. Rồi còn gì nữa không? Hết. Bánh mì nữa không? Bánh mì chớp la. Ê, hai trứng ở nhà mày, hai trứng tao mới ăn, một trứng tao không ăn. Hai trứng ăn cho nó bên, ăn cho nó cân hai bên, chứ đừng để bên thòng bên bên mà hỏng tỳ lấp bọt nha. Rồi ok. 2000 years later. Xong chưa? Lâu quá. Chờ xíu đi, từ từ xong rồi. Rồi chưa? Xong. Rồi. Rồi, bánh mì, trứng ốp la. Đó, thêm này cộng rau luôn đó. Này cái gì vậy? Thì bánh mì, Cái này trứng ốp la. nhưng mà mày nghĩ sao mà mày đem cái này vô đây vậy? Thì bánh mì hai trứng mà. Ừ cũng đúng, hai trứng mấy bạn, nó không biết nó lấy đâu ra được hai cái trứng này cũng ngon thiệt. Cái bánh mì nhưng mà cũng không phải cái toán tập bay lớn, mà trong khi đó mày lấy ô bánh mì bay lớn sao đủ tao nạp năng lượng buổi sáng hả? Thì kêu là bánh mì hai trứng thì đó, bánh mì hai trứng. Bánh mì và hai trứng. Của mày ăn á, chứ tao phải ăn một cái bự gấp 4 5 lần này nữa, phải bự hơn nữa mới được, cái này cũng phải nhiều hơn mới được, ăn vậy mới đủ nạp năng lượng. Tao gì cơ mà sao mà được đó, mấy bạn thấy không, mình mua đồ cho nó thì mình cho nó ăn lịch sự đàng hoàng, ngon miệng luôn, tới lượt mình à. Đó, con em bá đạo chưa, mấy quý vị thấy ghê không? Thôi bây giờ bỏ, mình tự mình nấu đồ ăn sáng cho mình ăn luôn, mình làm một cái hoành tráng hơn. Ok, các bạn chờ đón xem nhé, cái đó là cái gì. Ok. Thì ok, chào các bạn nha. Thì đây mình đã chuẩn bị một bữa ăn sáng của mình nha, bánh mì của con bé mèo này thôi để nó ăn, chả ở đây nó rồi.
trả lại cái nơi nó tự nó nấu nó làm gì nó làm kệ rồi. Thì mình đây chuẩn bị bánh mì hay gọi là hamburger siêu to chà bá, chứ không có khổng lồ phải bự đâu, ăn không nổi, ăn cái chà bá này thôi cho được. Bánh mì pate gan dăm bông, đây dăm bông xông khói nha các bạn. Đó, còn này là pate gan mình cầm không được, cầm hỏi cái bịch. Xúc xích tôm, ai da đau, ui tôm hùm, ok rồi, và một số rau salad thôi. Bây giờ mình không linh thinh liên thuyên, không nói nhiều mà không dài dòng văn tự văn chương chữ nho mà câu dệt dài dòng làm gì. Nói chung là nó ra cũng dài lắm mà nó dài này nó cũng vậy thôi. Nói chung là mình không muốn nó dài nữa mà nói chung là thôi bỏ đi, nó tiến hành vô làm luôn các bạn, nói hồi tới sáng chưa hết chuyện. Bây giờ tiến hành thôi. Thì ok nha các bạn, thì bây giờ mình tiến hành công đoạn bước đầu tiên, đó là mình chiên xúc xích. Đó, mình sẽ chiên xúc xích. Bây giờ để mình tiến hành bật bếp thôi. Ok, bây giờ mình tiến hành mình bỏ xúc xích vô chiên. Đó. Two thousand years later. Vâng, đây thưa các bạn, thì bây giờ con tôm hùm thì mình sẽ mình hấp nha bạn. Đây, hấp. Mình đậy nắp lại. Đó, mình đã bỏ vô cái xửng hấp nha. Bây giờ thì bật bếp thôi. Đó. Rồi. Ok, thưa các bạn, thì sau một thời gian mình làm các công tác chuyên dẫn như chiên xúc xích luộc tôm hùm, hấp tôm hùm á, thì nói chung là sau thời gian cũng xong chuyện hết rồi. Bây giờ mình tiến hành làm ổ bánh mì sáng thôi. Bạn giờ mình không phải là sáng nữa mà kêu bằng hamburger sáng. Mọi đây cắt ra mì ủ nó mềm lắm mấy bạn ơi, nó hamburger nó khác với bánh mì bình thường. Chúng đó giờ cũng ít ăn hamburger đó các bạn. Hôm nay làm thử ổ bánh mì hamburger coi sao. Đây. Dăm bông. Đầu tiên bỏ dăm bông lên nha mấy bạn. Đây. Chơi là chơi ăn bốc ăn thảy luôn vậy đó, cho nó đã. Bông. Tôm hùm cá kè. Tôm hùm này cũng khó cắt dữ à. Một cuối cùng gà nữa này, chặt kỳ công quá. Ghê quá bạn. Quá. Tôm hùm, chả nguội, dăm bông, nhắc vô. Cái này lột ra cái thịt nó không có cái chắc mà nó gầy gắt chưa. Bỏ vô. Gắp này là gắp tới ngày mai luôn.
sơ. Giờ cắt xúc xích ra nha mấy bạn. Đó. Lâu lâu làm được một bữa ăn ổ bánh mì gọi là thần thánh luôn nha mấy bạn. Đó. Rồi bây giờ tôi cũng phải lọc AT. Cái này phải bỏ đây đi. Không quá tệ này sao mà nó khó lấy rồi quá. Lô đây, bắt mời. Đây, cái mặt này đi. Đập vô luôn không? Nghĩ đâu á. Đập vô. Đập vô dân dao quá. Bà tê này người ta lấy ấy người ta quẹt ta chét vô lịch thử ra mình chơi lấy dao cắt luôn. Hồi nó bấy nhảy vô gậy hết chân. Thành cắt vô leo. Mày, nhà mày. Nói chung là mình cũng làm sao có sao ăn lấy thôi nha các bạn. Nói chung là cũng không được hấp dẫn và bắt mắt cho lắm, cho nên là có gì mọi người bỏ qua nha mọi người. Ok. Đấy. Rồi, nấu xong. Đây là nấu salad. Đó. Đấy thập cẩm hồi nhìn như là cái nồi lẩu đi. Đó. Dạng lá thì thôi. Cà chua, lá. Ok, bây giờ thì mình cho thêm một chút sốt mayonnaise vô nữa nha các bạn. Đưa đây, mayonnaise đưa đây. Giấu hả mày? Có thể giấu. Ý, giờ úp lại bập lắm đó. Xong một ổ bánh mì hamburger siêu to khổng lồ. Ok thì sau một thời gian mò mẫn dồn nhân ém để làm các kiểu con đà điểu thì nói chung là mình cũng xong cái ổ hamburger siêu to chà bá lửa của mình nha các bạn, để ăn buổi sáng. Nói chung là cũng kỳ công vất vả quá. Ok em xem bây giờ khui hàng em nó ra. Đây. Ấy, bạn hấp dẫn không? À, mày ăn không cho em ăn. Ăn. Ăn hả? Cho mày một nửa nha. Đó, quá, quá đã luôn. Ủa sao rớt cái cục này này. Ngon. Ủa mà quên nữa. Hồi nãy có đứa nó nấu giúp tao cái ổ bánh mì nó chút xíu giờ nó ăn no rồi sao ta?
Ăn no rồi ngồi ngoài coi đi chứ ăn gì nữa mà ăn. Cái này của tao nhiêu đây mới đủ tập cơm được chứ. Cho nhìn luôn các bạn, mình ăn cái này đủ rồi. Ngon, giòn quá vậy. Chua leo nhai giòn, rau sống, tôm hùm, dầm bông, ba tê, quá ngon. Các bạn xem này, cận cảnh, từng lát từng chi tiết một, rất là sảng khoái. Chua chua của cà chua, giòn của dưa leo, thơm của ba tê. Nó mắc nghẹn quá. Kiếm cho lon nước coi con caramel kia. Cho nữa nó đi rồi kiếm lon nước. Đừng. Cho nữa hả? Mẹ ăn nổi không? Ủa chú bự. Nổi. Coi luôn. Đưa lại lon nước tí chữa mày nữa nè. Nói chung chứ nó em gái mình cũng phải đôi khi nhường cho nó xíu để nó ngồi ngoài, nó ngồi nó chảy nước miếng nó thèm. Mặc cái đây. Nè. Cùi nó lên ta. Cùi uống nó ngọt, cùi ăn chỗ này nó bị đã các bạn. Nước nhăn vẫn luôn. Đây, mời các bạn nha. Làm thử thách ăn thử ổ bánh mì này chắc cũng cả mấy ký á, mà không biết ăn nổi không thôi. Thấy cũng hơi thốn thốn, hơi no no ảnh rồi. Ngon. Ê, ăn không? Ăn không? Ăn. Nhìn tao chỉ mày ăn à. Mày không biết ăn nữa, tao chỉ mày ăn à. Đầu tiên ha, cầm à, cắn một miếng thịt to à. Nhai. Nuốt. Nuốt cho uống nước rồi. Cắn. Nhai. Nó cứ vậy hoài, từ hồi hết ở mày à. Nó thì từng mới nói no thì cái ăn đi. Cái dầm bông với cái batiga, cái mùi nó rất là thơm nha các bạn. Nó có như mùi bơ vậy. Ngon mà lo quá. Gắn một con gắn nữa. Tôm hùm nó có cái vị rất ngọt nha các bạn. Vị ngọt thật. Thơm nồng của mùi bơ. Béo béo của bát gan. Thì theo cái sự mà béo hơi ngậy ngậy của sốt mayonnaise nữa. Ăn gì là đủ chất dinh dưỡng buổi sáng nè. Ok. Đủ tiến hành đi làm việc trong một ngày. Thì ok nha các bạn. Thì nói chung là thời lượng video của mình cũng tới đây cũng đã hết rồi. Nói chung là các bạn thấy hay thì hãy cho video này của mình một like, một subscribe, ký kênh và nhớ bấm vào cái chuông bên dưới để nhận thông tin mới nhất từ kênh mình nha các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.